podcast, mình là Châu. Thì hiện tại là 8:16 sáng. Mình đang skincare để chuẩn bị tới trường. Và hôm nay mọi người hãy cùng mình tới trường và để xem mình sẽ làm gì ở trường đại học nhé. Thì mình vừa mới skincare xong. Thực ra trên mặt mình có khá là nhiều khuyết điểm, chẳng hạn như mụn rồi thâm mụn. Nhưng mà mình không muốn sử dụng phấn hoặc là kem nền ở trên mặt mình, tại vì mình cũng đang bị mụn á. Nếu mà sử dụng mấy cái đó thì có thể là mụn của mình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Cho nên là vậy thôi là đủ rồi. Đi học mình không có làm những gì hết trơn á, chỉ là skincare, kem chống nắng, son môi, kẻ chân mày. Và chút cái quan trọng nhất của con gái là phải kẻ chân mày nha. Chứ không thôi là mình sẽ thay đồ và đi học luôn nhé. Let's go. Đây là tầng 15. Trước mắt mọi người đây là cái view nghìn tỷ của trường mình. Oh my god, nhìn kìa, so beautiful. Phía bên này thì thấy toàn bộ cả Landmark 81 luôn. Xịn sò ghê. Tòa này cũng đẹp nè. Wow, bên đây cũng thấy cả Bitexco nữa. Ở đây cả ngày có cái việc là ngắm view thôi chắc cũng không chán đâu mọi người. Phía bên này thấy được cả trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và cái tòa đỏ đỏ kia là Đại học Hưu Tech. Thôi tới giờ học rồi, mình lên tầng 16 đi học đây. Bye bye. Anyone here who wants to practice with me this conversation? No?
very kind of you. Sau khi học xong thì mình có xuống căng tin của trường để ăn trưa. Chắc là mình ăn trễ cho nên có khá là nhiều bàn trống. Chứ như bình thường là nó đông dã man luôn. Nói là căng tin của trường vậy thôi chứ nhìn nó như một cái nhà hàng hoặc là quán ăn ở bên ngoài vậy đó. Mọi người có thấy cái gì ở bên kia không? Có ai chỉ tôi chơi không? Ta-da! Và mình đã đến nơi rồi đây. Đây là tầng 24, tầng trên cùng của trường mình. Mình mượn bàn bi-a này 1001 lần rồi mới có bàn trống để chơi đó mọi người.
Ở đây ngoài hai bàn bida ra thì còn có bàn để chơi bóng bàn nè, và bàn để chơi đá banh hay gì đấy. Dạo gần đây trên Facebook mình thấy mọi người chơi bida rần rần luôn, rất là nhiều. Thì hôm nay mình quyết định chơi môn này thử xem nó có gì hay ho nhé. Đây cũng là lần đầu tiên mình chơi và cầm cây co lên, cảm giác khác hoàn toàn so với việc tưởng tượng chơi trên điện thoại luôn mọi người. Nó siêu khó luôn đấy. Học. Thousand years later. Thank you.
Mình thấy môn bia này cũng thú vị phết đấy mọi người. Có anh chị em nào trường UEF mà biết chơi có gì kèm vui thêm nha. Video của mình ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Mọi người nhớ like, share and subscribe trên kênh của mình nhé. Bye bye.